danh sách tài sản bị tịch thu trong cuộc đột kích của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tại dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump đã được công bố tối 2 tháng 9. Đài CBS News ngày 2 tháng 9 cho biết, động thái trên diễn ra một ngày sau khi thẩm phán quận Ellen Cannon yêu cầu công bố danh sách tài sản bị tịch thu trong cuộc đột kích của FBI tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida hồi tháng trước. Bộ Tư pháp Mỹ nói với tòa án rằng các nhà điều tra đã xem xét những tài liệu bị tịch thu và cho biết một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành. Các công tố viên liên bang ban đầu nộp danh sách chi tiết này cho tòa án quận phía nam bang Florida vào ngày 30 tháng 8. Nhóm pháp lý của ông Trump cho hay họ không phản đối việc bóc niêm phong những tài liệu đó. Danh sách công bố ngày 2 tháng 9 bao gồm 33 món đồ, hộp hoặc thùng chứa mà FBI tịch thu trong quá trình thực hiện lệnh khám xét tại dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump vào ngày 8 tháng 8. Trong đó, nhiều tài liệu và hình ảnh của chính phủ được đánh dấu là mật và tối mật, cũng như nhiều thư mục trống được đánh dấu là mật. Các tài liệu nhạy cảm và tài sản của chính phủ được liệt kê cho thấy chúng được đựng trong các thùng chứa lẫn với nhiều vật dụng cá nhân như tạp chí, báo, quà tặng và quần áo. Bộ Tư pháp Mỹ đang xác định liệu ông Trump có xử lý sai các tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng hay không. Trước đó, ngày 31 tháng 8, Bộ Tư pháp Mỹ lần đầu tiên công bố hình ảnh chụp tài liệu mật tại dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump. Theo Bloomberg, các tài liệu mật được chụp hình khi đang nằm trên thảm. Trên ít nhất 5 bộ tài liệu có để dòng chữ tuyệt mật SCA, một bộ tài liệu khác ở phía trước có ghi dòng chữ mật SCA và chứa thông tin phân vùng nhạy cảm, dấu hiệu cho thấy chúng là những tài liệu mà các cơ quan tình báo phải bảo vệ. Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn chống lại ông Trump, đồng thời cho rằng ai đó tại dinh thự Mar-a-Lago có thể đã cố gắng che giấu hoặc xóa các tài liệu mật trước cuộc khám xét của FBI vào tháng này. Hành động đó có khả năng cản trở công lý. Ngược lại, ông Trump phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, nhưng không đưa ra lời giải thích chính đáng về lý do ông sở hữu các tài liệu này hoặc không trả lại chúng sớm hơn.